Tâm! Tâm ơi! Tâm! Ê! Trời! Sao má lên dữ vậy? Tâm à! Má! Dạ con chào bác Năm. Mày tính đăng ký tạm trú tạm vắng đây luôn hả Tâm? Má! Ăn dầm nằm về bên này mà nói ra thì chối lêu lẻo. Má kiếm con có chuyện gì hả? Con Mai nó ở nhà có một mình à. Mẹ mày tới đây hoài à. Trai đơn gái chiếc, không sợ bàn chân thiên hạ người ta bàn tán hả? Má này, không ai rảnh mà để ý chuyện người khác đâu. Sao mà không mày? Mẹ không lo cho mày thì cũng phải lo cho con Mai chứ. Con gái nó ở nhà có một mình à. Mẹ cứ ra vô thả cửa như vậy, rồi mai mốt á, ai mà dám cưới nó nữa. Nguyên cái xã này ai cũng biết là con Mai nó có bồ rồi. Mày lạng quạng, coi chừng vài bữa thằng Minh á, nó về đây nó đánh mày á, giống như thằng Dương bây giờ. Mày cứ lo xa, anh Minh anh chết rồi. Hả? Mày nói gì? Tâm, Tâm nói cái gì? Anh Minh, anh Minh anh chết rồi nào? Báo chí đăng tin, nhưng mà Tâm sợ mày buồn cho nên không có dám nói ra. Trời 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 trời, mới xong sống đây mà chết lẹ vậy. Thôi 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 thôi, không có nhắc tới người khuất mặt khuất mày nữa. Tóm lại là mày đi về, chứ đừng có để thị phi tùm lum, mệt lắm. Thôi má về trước đi, để chút cũng về. Chút cái gì mà chút? Đi về. Thì má về trước đi, chút rồi con về. Ừ, được rồi, tao về trước. Mày không về á, đừng có trách tao nha. Tao cảnh cáo lần đầu như lần cuối rồi đó. Tao xin lỗi. Mày kêu Tâm về từ sớm rồi mà tại sao Tâm không nghe? Tâm đâu có biết là má qua tới đây kiếm đâu. Tâm về đi, một hồi nữa có chuyện nữa bây giờ. Tâm về đi, về đi. Mai, Tâm sẽ về. Mai đừng có buồn, Tâm sẽ giải thích cho má hiểu. Cuối cùng mày muốn cái gì? Con có muốn gì đâu. Nhưng tao không muốn mày qua lại với con nhỏ đó. Má kỳ quá à. Con lớn rồi, con chơi với bạn bè mà má cũng cấm cản nữa. Nhưng mà tao không thích mày qua lại với con nhỏ đó, mày biết không? Chừng nào mà con đi chơi với mấy thằng trộm cắp nè, hay là xì ke ma túy á, thì má cấm cản là phải rồi. Còn đằng này con đi chơi với bạn tốt mà má cũng cấm nữa, má thấy má vô lý không? Mà trong cái xã này thiếu gì con gái, sao mày không đi chung? Mà mày cứ đi chung với con nhỏ đó hoài vậy? Thì mày đẹp. Má thấy có ai đẹp hơn Mai không? Má vừa đẹp vừa hiền nữa. Trời ơi, nhưng mà tao nói nó không có đàng hoàng, còn bị nhiều thị phi nữa chứ. Cái đó là chuyện riêng của người ta. Mai đâu có ăn trộm ăn cắp của ai đâu, cũng không có gây gỗ đánh nhau với ai hết. Nói chung là người không có tiền án tiền sự gì hết á. Má không thấy má vô lý hả? Nhưng mà mày thích nó. Thì má hay nói con là con nít mà, thì con vẫn là đứa con nít thôi. Bữa nay con thích chơi với người này, ngày mai con thích chơi với người khác. Mày, tao không biết nói mày sao bây giờ nữa. Thiệt à. Anh đi làm nghe. Dạ, anh đi làm đi. Nhớ đến bệnh viện á, ăn sáng nha anh. Hôm nay em mệt quá, không có dậy làm đồ ăn sáng cho anh được. Không sao đâu, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ. Trưa nay anh về thăm hai mẹ con em. Nhưng mà sao sáng nay em thấy mệt trong người quá. Em đang trong thời kỳ thai nghén, có những triệu chứng như vậy là bình thường thôi.
Thôi anh đi nghe. Ừ, anh đi đi. Anh đi ha. Ừ. Alo, anh nghe. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Ông Lâm mới ra khỏi nhà. Sáng nay em giả vờ mệt mỏi không bước nổi xuống giường. Ổng cũng chưa nhắc gì đến chuyện đi xét nghiệm hết. Nhưng mà em không biết chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Đêm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ còn một cách duy nhất thôi. Cách gì anh? Em tìm cách đi ra khỏi nhà. Anh sẽ gặp em để nói chuyện sau. Dạ. Anh nghĩ ra cách gì rồi? Anh nói đi. Anh đã suy nghĩ nát óc ra. Chỉ còn một cách an toàn nhất là... Là cách gì hả anh? Anh nói đi. Mình phải hy sinh đứa con này thôi em à. Anh nói giỡn với em đúng không? Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao anh lại muốn giết con hả? Mình phải hy sinh con thôi. Không còn cách nào khác đâu em à. Không, em không thể nào giết con của mình được đâu. Đó là con của hai đứa mình mà. Sao anh lại nhẫn tâm giết chết nó hả? Hằng à, anh cũng đau lòng lắm. Nhưng anh không còn cách nào khác. Chúng ta có thể có nhiều đứa con khác mà. Không, anh đừng có nói nữa. Em không nghe đâu. Em không giết con của em đâu. Em không giết con của em đâu. Em nghe nói cái đã. Em nghe nói đi nè. Em bình tĩnh, nghe anh nói nè. Không, em không muốn nghe gì hết á. Em không muốn giết con của em đâu. Con của mình nó vô tội mà anh. Hằng à, chúng ta hy sinh đứa con này, nhưng đổi lại chúng ta sẽ được tất cả. Hằng à, em nghe lời anh đi mà. Hằng à, anh đã từng nói đứa con này là sinh mệnh của anh mà. Tại sao bây giờ anh nhẫn tâm giết chết nó hả? Anh nói đi. Anh nói đi, anh vì cái gì hả? Anh vì cái gì hả? Vì cái gì hả? Vì tương lai của chúng ta. Thổ dữ, con không nỡ tình con. Có phải anh nghi ngờ là đứa con trong bụng này không phải là con của anh đúng không? Anh nói đi. Anh nói đi chứ. Em bình tĩnh. Em nghe nói có được không? Nếu như em giữ con thì sự thật sẽ được phơi bày. Em sẽ mất tất cả. Ông Lâm biết em phản bội ông sẽ không tha thứ cho em đâu. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Đêm qua anh đã thức trắng đêm để suy nghĩ. Dạ, anh cũng đã rất đau lòng khi đưa ra quyết định như vậy. Em có hiểu không? Em xin lỗi anh.
Em xin lỗi anh mà. Em cầm lọ thuốc đi về nhà uống. Sau khi uống một tí, nó sẽ có tác dụng. Sẽ không ai tìm ra được nguyên nhân đâu. Em cứ giả vờ té ngã ở đâu đó. Ráng lên em. Anh biết em sẽ làm được mà. Em phải tự tay giết chết con của em sao? Em đừng có suy nghĩ như vậy. Mình cũng vì hoàn cảnh thôi. Rồi mình sẽ có những đứa con khác. Bà làm gì mà lâu lắc dữ vậy? Bây giờ mới giác xác lên. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Trời ơi, dạo này ra đường chân diện quá ha. Thì tôi sắp lấy chồng rồi, phải chân diện một chút chứ, để không uống phí tuổi trẻ. Chứ mai mốt chồng con rồi, đầu bù tóc rối thì thời gian đâu nữa mà làm đẹp nữa. Mai mốt bà có chồng bận biểu rồi, đâu còn rảnh đâu chơi với tôi. Bà lo xa quá à. Thì bà cũng phải có chồng chứ. Tôi chắc còn lâu lắm bà ơi. Anh Dương ảnh cứ hả. Nè, bà cứ cầu nguyện nhiều đi. Thế nào á, Bồ Tát cũng phù hộ cho bà. Bồ Tát bận nhiều việc lắm. Không biết Bồ Tát có nhớ đến tôi không nữa. Anh Dương chịu yêu bà là bà đã được phù hộ rồi đó. Ê, bà nói vậy là sao? Ý bà nói là không có ai phù hộ, là anh Dương không có yêu tôi hả? Mệt bà quá đi. Nói vậy cũng bắt bẻ nữa à. Chưa già mà đã khó tính rồi à. Thì chọc kẹo bà chơi thôi. Tôi biết bà giỡn chứ bộ. Ê, tôi đang suy nghĩ á. Tôi không biết con hàng sắp tới nó sẽ làm gì đây. Có khi nào nó diễn cớ kéo dài thời gian để không chịu đi xét nghiệm không? Cũng có thể. Nhưng mà trước sau gì cũng phải xét nghiệm thôi. Nếu mà nó kéo dài thời gian như vậy á, thì sẽ làm cho ba tôi nghi ngờ. Chắc nó không ngu đến nỗi vậy đâu bà ơi. Tôi cũng ráng chóng mắt lên coi như thế nào. Em đi đâu về vậy? Em đi chùa cầu phước cho con. Em chưa khỏe nên nghỉ ngơi nhiều, đừng đi ra ngoài. Em biết rồi. Tại em thấy trong người hơi mệt, em sợ con mình không được khỏe nên em đi chùa cầu an cho con. Em vô phòng nghỉ ngơi đi, tới giờ anh đi làm rồi. Anh đi nghe.
ơi, con đâu rồi con ơi? Con ơi, con ơi. Con ơi, ba có lỗi với con lắm. Anh Dương, anh còn giận em hả? Không có, anh chỉ cảm thấy không vui thôi. Anh ở chùa buồn quá, không hay mình đi kiếm chỗ nào vui vui nha anh. Hả hả? Đi đến đâu cũng vậy thôi. Chứ giờ anh muốn sao? Anh muốn gì thì em cũng đã biết rồi. Thì em cũng đã thông cảm cho ba rồi. Chỉ cần á chứng minh đứa con trong bụng con Hằng là con của ba em thì em sẽ chấp nhận hết. Nhưng mà làm sao để chứng minh? Thì xét nghiệm ADN trong bào thai. Nhưng mà làm như vậy Hằng sẽ bị sốc. Nếu mà nó đàng hoàng á thì sợ gì chứ.
Em làm như vậy á là đã thông cảm cho nó dữ lắm rồi đó. Muốn em chấp nhận đứa con quan của nó hả? Còn khuya à. Nhưng em có nói với bác Lâm chuyện này chưa? Em nói rồi, ba em cũng có phản đối đâu. Ủa, anh Dương, Kim, hai người cũng ở đây hả? Hằng đi một mình hả? Dạ, em đến chùa cầu phước, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Kim à, tôi có chuyện muốn nói với Kim á. À, vậy hai người nói chuyện đi, tôi xin phép. À, anh Dương, anh chưng bịch trái cây này lên bàn Phật giùm em nha. Cô muốn gì? Nói đại đi. Anh Dương, anh không có yêu cô đâu. Cô nói cái gì hả? Cô nghe không rõ hả? Tôi nói là anh Dương không có yêu cô đâu. Ảnh chỉ đang làm từ thiện thôi à. Chẳng qua là ảnh sợ cô nghĩ quẩn làm liều, cho nên miễn cưỡng ở bên cạnh cô thôi. Cô không thấy hả? Thà anh trốn ở trong chùa, chứ ảnh không muốn ở nhà với cô đâu. Con điếc, mày dám nói như vậy hả? Con quỷ, mày nói hả? Là anh Dương mang bầu cho tao hả? Trời ơi, con quỷ cái này. Trời ơi, có sao, có sao không? Hả? Cứu người đi, cứu đi, bà bị té rồi, cứu đi. Cứu người đi. Trời ơi, cứu người, cứu người. Cứu người, cứu người. Cái gì vậy? Dạ, chào giám đốc. Con của tôi sao rồi? Tôi xin lỗi giám đốc. Em đừng có buồn nữa. Chắc tại phần số con mình ngắn ngủi, không có duyên chào đời. Rồi mình sẽ có những đứa con khác mà. Em có lỗi với con em. Em có lỗi với con em nhiều lắm. Thôi mà, em đừng tự trách mình như vậy. Em có lỗi với con em nhiều lắm. Con em đang khóc em nghe tiếng Hằng. Con em, anh ơi, em nghe tiếng con em đang khóc mà. Em bình tĩnh đi Hằng, bình tĩnh đi em. Tiếng con em, anh có nghe không? Con em là chỗ em tưởng tượng thôi, không có tiếng khóc nào hết. Không phải. Có, em nghe rõ ràng mà. Con của em đâu? Con của em đâu? Trả con em lại cho em.
đó cố tình gài em mà. Anh phải tin em chứ. Em đừng có lớn tiếng, dù gì chuyện này cũng xảy ra rồi. Nó cố tình gài em, em sẽ đến bệnh viện đánh cho nó một trận mới được. Nè, thôi đi Kim, em đừng có gây chuyện nữa được không? Chắc chắn là trời đang trả báo nó, cho nên nó mới bị hư thai đó. Em nói cái gì vậy? Đứa trẻ trong bụng cũng là em của em mà. Nó là con quan, chắc chắn nó là con quan. Em thôi đi, em đừng có nói nữa được không? Anh Dương, anh có tin em không? Anh không biết. Anh nói vậy là ý gì chứ hả? Ý anh á là em cố tình phải không? Anh nói đi. Em làm ơn đừng có làm loạn lên nữa. Bao nhiêu đó chưa đủ hả Kim? Anh mệt lắm rồi, anh phải làm sao bây giờ? Làm sao để em tỉnh ngộ? Người cần tỉnh ngộ là anh đó. Anh cũng giống như ba em thôi, bị con hồ ly tinh đó mở bùa rồi. Em sẽ lột mặt nạ con quỷ đó xuống, để cho mọi người nhìn thấy mà sáng mắt ra. Anh Dương, anh Dương. Rồi em cảm ơn nha, tới ủng hộ hoài nha. Cưng, lấy bia ra cho mấy anh cưng. Cái gì vậy? Gì mặc dù ủ à? Cãi nhau với anh Dương nữa phải không? Tức quá mà, ai chịu cho nổi chứ. Tôi đã dặn bà rất là nhiều lần rồi, cho dù như thế nào cũng không được cãi nhau với anh Dương. Nhưng mà tôi nói hoài, anh có chịu nghe tôi đâu. Rõ ràng là con quỷ Hằng cố ý gài tôi đánh nó mà. Nè, có khi nào nó cố ý làm như vậy để che giấu không? Ý bà nói là nó cố tình làm hư thai hả? Thì như vậy nó sẽ che giấu được chuyện nó có thai với người khác. Nhưng mà hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con mà. Đâu có người mẹ nào lại nhẫn tâm giết chết con mình đâu. Có chứ. Ngày xưa Võ Tắc Thiên vì muốn hãm hại hoàng hậu đã nhẫn tâm giết chết con gái của mình. Biết đâu con Hằng nó cũng sẽ như vậy. Nếu mà nó dám làm như vậy thì đúng là con nhỏ này ghê thiệt đó. Mà bây giờ suy nghĩ đến đứa trẻ, tôi thấy tội nghiệp cho nó quá bà ơi. Chẳng phải bà ghét nó lắm hay sao? Nó là con quan chứ có phải là em bà đâu. Tuy nó không phải là em tôi, nhưng mà tôi cũng đâu muốn nó chết đâu. Dầu sao á, nó cũng vô tội mà. Nó vô tội, nhưng mẹ nó có tội. Em, con của mình đã chết, chính chúng nó đã giết chết con của em. Em sẽ bắt tụi nó trả giá. Em bình tĩnh đi, đừng để mọi người nghi ngờ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Còn mình không thể chết một cách vô ích như vậy được. Em cứ điều dưỡng cho thật tốt rồi chuẩn bị làm đám cưới. Đám cưới càng sớm thì càng tốt. Còn con Kim thì sao? Qua chuyện này thì Thanh Dương sẽ không để cho Kim lấy lại tài sản đâu. Em đừng có suy nghĩ gì hết, hãy chuẩn bị làm cô dâu cho thật xinh đẹp. Em biết rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài nha.
Anh Dương, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì? Anh nói đi. Em có nghe lời anh không? Thì anh cứ nói đi. Em để cho ba em làm đám cưới với Hằng đi. Thì em có cấm cản đâu. Ba em muốn cưới ai á thì ba em cưới. Nhưng em đừng có đối xử với ba em như vậy nữa được không? Em cứ để mọi chuyện bình thường đi. Ba em vừa mất đứa con, em đừng làm tổn thương ba nữa. Chắc gì nó là con của ba em chứ. Em cứ như vậy hoài, anh mặc kệ em luôn. Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu chứ. Em nghĩ đi, em đối xử như vậy á, bản thân anh còn chịu không nổi nè, làm sao ba em chịu nổi? Thì em suy nghĩ kỹ đi Kim. Em làm như vậy á là em cũng vì ba em thôi chứ bộ. Em đâu có muốn ba em bị người ta gạt đâu. Bây giờ chuyện ba em có bị gạt hay không á thì mình tính sau. Điều cần thiết nhất bây giờ là ba rất đau khổ, đừng gây thêm đau khổ cho ba nữa. Thì em... Ba em yêu Hằng, mặc kệ Hằng có yêu ba em thật lòng hay không. Nhưng nếu mất Hằng, ba em rất là đau khổ. Nếu như có người bắt anh phải rời xa em, em có đau khổ không? Em yêu anh chân thành mà, không ai bắt em phải rời xa anh hết á. Tạo quá. Nếu tạo quá bắt anh xa em thì em có đau khổ không? Kim, xem như em vì anh, vì anh một lần này thôi. Anh à, em... Anh không phải rất quan trọng đối với em hả? Vì anh một lần này đi Kim. Thôi được rồi, em vì anh á, em sẽ bỏ qua chuyện này. Em á, là em vì anh đó nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Ba, con xin lỗi chuyện bữa trước. Tại con nóng tánh quá cho nên con nói bậy bạ. Bây giờ á, ba muốn cưới ai á thì ba cưới đi, con không có ngăn cản nữa đâu. Nhưng nhà mình có nhiều hình ảnh và kỷ niệm với mẹ quá, cho nên con không muốn người đàn bà khác bước chân vô. Con sẽ chuyển tên giấy tờ bệnh viện cho ba đứng tên. Con chỉ muốn nói vậy thôi à. Em nói với ba chưa? Rồi. Em có nói giống như anh dặn không? Thì có. Ba em có nói gì không? Có nói gì đâu, ba em ngồi im ru à. Chắc ba em đang buồn. Anh Dương, không ấy á, tụi mình về tiệm thuốc nha. Em định không về nhà hả? Thôi, về nhà con mình buồn lắm. Không ấy, anh về với em nha. Bộ anh không thích hả? Anh vẫn thích ở tiệm thuốc hơn, ở đó ấm áp. Ở đâu cũng được, miễn sao á có anh ở bên cạnh là em vui rồi. Anh Cá Mập. Anh Dương đâu rồi anh Cá Mập? Trả lại. Ủa, chết là sao? Là tự tử đó. Đi với con Kim Hô á, chẳng khác nào đâm đầu tự tử chết. Chán thiệt. Buồn quá, muốn kiếm anh Dương để uống rượu mà cũng không có nữa. Chán quá. Không có anh Dương thì có anh Cá Mập. Anh uống với em. Mà anh có biết uống không? Không. Chán quá, vậy cũng nói được nữa. Không biết thì tập. Thói hư tật xấu nào á
Không phải tự nhiên con người ta có đâu. Phải tập. Tập xong quen quen ghiền ghiền thành thói hư tật xấu biết không. Ha. Hai anh em mình uống rượu ha. Vô. À, dưới bếp hết rồi ăn rồi. Còn có ít gạo cũ thôi. Nhậu chai đi. Trời ơi xui thiệt. Nhậu mà cũng nhậu chai nữa. Thôi kệ đi. Chai mặn gì quất láng hết. Thằng có chuyện gì buồn hả? Em có một nỗi khổ. Khổ vậy? Em muốn mà không được. Muốn gì mà không được? Em muốn vợ. Ừ. Muốn vợ. Phải. Nói đầy đủ hơn á là muốn có vợ và muốn cưới vợ. Tâm, sao Tâm ở đây? Vô đây, uống nữa đây. Tâm sai rồi. Sai đâu mà sai. Thôi, Tâm về nhà Tâm đi. Về cái gì mà về nữa. Tâm rồi. Thôi vô trong nằm nghỉ đỡ đi. Cẩn thận đó. Mày. Tâm yêu Mai mà. Tâm. Đừng. Tâm yêu Mai mà. Mai. Điều qua Tâm rất hạnh phúc. Cảm ơn Mai. Tâm sẽ cưới Mai. Tâm sẽ nói má đem trầu cao qua cưới Mai. Mai chờ Tâm nha.
vàng một hình bóng cũ tình đã